Chào mừng quý vị đã trở lại với KTV Channel. Thưa quý vị, Aptos là một blockchain layer 1 được phát triển nhằm mục đích giải quyết các vấn đề về độ tin cậy. Khả năng mở rộng gây khó khăn cho các layer 1 hiện có. Blockchain được xây dựng bởi các thành viên cũ của DIM, dự án Stablecoin hiện đã giải thể của Meta. Đội ngũ xây dựng dự án bằng ngôn ngữ MOOC nhằm thu hút nhiều nhà phát triển từ các mạng hiện tại. Aptos cho phép các dự án xây dựng trên nền tảng của mình một cách an toàn, có hiệu quả áp dụng vào đời sống thực tiễn. Trọng tâm ban đầu của Aptos sẽ tập trung vào NFT. Mục tiêu và tầm nhìn dự án trên thực tế. Aptos chính là thế hệ kế nhiệm của DIM, mạng lưới thanh toán tiền mã hóa được sáng lập bởi Meta. Tuy nhiên, dự án nhanh chóng lụi tàn vì chưa đủ tiềm năng phát triển. Dù vòng đời của DIM đã kết thúc nhưng giá trị của dự án vẫn được cựu nhân viên Meta tiếp nhận và tận dụng. Dựa trên tầm nhìn và tính năng của DIM, Aptos Token APTOS ra đời với sự dẫn dắt của MoSec. Trọng tâm ban đầu của Aptos sẽ không tập trung vào các khoản thanh toán xuyên biên giới mà là NFT. Aptos Lab cho biết họ đã tận dụng những thành phần tinh túy nhất từ white paper của Libra để xây dựng mạng lưới phi tập trung đã được tân trang lại của mình. Aptos hướng đến mục tiêu trở thành sợi dây nối kết hàng tỷ người dùng với các tài sản phi tập trung. Dự án là đại diện cho thế hệ Web 3.0, một hệ sinh thái đa dạng, phong phú từ cơ sở hạ tầng. Smart Contract, công cụ hỗ trợ cho các nhà phát triển đến ví và các đáp. Trong tương lai, Aptos Token mong muốn nâng cấp không gian bằng cách xây dựng và mở rộng mối quan hệ với người dùng trong hệ sinh thái. Hiện tại, dự án đang từng bước củng cố công động phi tập trung, triển khai các smart contract để tạo tiền đề mở rộng. Điểm nổi bật của dự án, đặc điểm thứ nhất, an toàn và bảo mật khi thế hệ Web 3.0 lên ngôi. Tính bảo mật và an toàn thông tin là yếu tố hàng đầu mà mọi người dùng quan tâm. Đặc biệt, nhu cầu mua bán, trao đổi hoặc lưu trữ dữ liệu trên Internet đã trở thành xu hướng chung. Với Aptos, việc tiếp cận và áp dụng Web 3.0 của người dùng được đẩy mạnh. Đặc biệt, nền tảng này đã cung cấp nhiều tính năng nổi bật để tăng khả năng bảo mật và giữ an toàn cho thông tin của người dùng như MOOC ngôn ngữ lập trình linh hoạt BFT Consensus Protocol và giao thức khôi phục và xoay khóa tài khoản. Đặc điểm thứ hai, ngôn ngữ lập trình linh hoạt về cơ bản. Aptos sử dụng ngôn ngữ MOOC giúp đảm bảo xác định chính xác giao dịch ẩn danh, chống lại các cuộc tấn công đánh cắp tài sản một cách triệt để nhất và tốc độ giao dịch nhanh chóng từ 1 tháng 2 giây. MOOC là ngôn ngữ nghiêm ngặt logic và tối ưu hơn nhiều so với ngôn ngữ khác như C++, Simplicity, Python. Đặc điểm thứ ba, giao thức đồng thuận BFT. Aptos sử dụng giao thức đồng thuận Byzantine Fault Tolerant BFT để giải quyết được vấn đề của một mạng blockchain hoạt động như mong muốn và đạt được sự đồng thuận chính xác. Điều này có nghĩa là hệ thống BFT có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi một số nốt bị lỗi. Đặc điểm thứ tư, giao thức khôi phục và thay khóa tài khoản an toàn hơn để giảm thiểu hành vi trộm cắp khóa. Aptos hỗ trợ khả năng cho mọi tài khoản thay khóa riêng tư của mình. Người xác thực cũng có thể thay đổi khóa định kỳ để tăng cường bảo mật. Để tránh vấn đề hàng tỷ USD giá trị bị khóa do mất khóa, Aptos cũng đang nghiên cứu phát triển các kỹ thuật mới giúp khôi phục khóa có thể được tích hợp trực tiếp vào mô hình tài khoản blockchain. Đặc điểm thứ 5, khả năng mở rộng. Khả năng mở rộng là một trong những vấn đề chính mà các blockchain thế hệ hiện tại đang cố gắng giải quyết để đưa công nghệ này được áp dụng hàng loạt. Các blockchain như Ethereum đã phải hứng chịu sự dịch chuyển của người dùng do chi phí phí cao. Đề xuất của Aptos tìm cách bổ sung các hệ thống này bằng một blockchain khác. Dựa trên giao thức Byzantine Fault Tolerant, theo nhóm đã được thử nghiệm mà không gặp phải bất kỳ vấn đề nào về thời gian. Lộ trình phát triển quý 1 năm 2022 công bố Tenet cho nhà phát triển. Aptos bắt tay với một số đối tác chiến lược và cộng đồng dev Web 3 nhằm thu thập những phản hồi và ý kiến đóng góp về quá trình trải nghiệm. Quý 2 năm 2022 chính thức ra mắt Tenet Incentivize.
triển khai sân chơi trải nghiệm tương tự mạng lưới chính nhằm phục vụ cho các đối tác và cộng đồng Dev Web 3 cùng cộng đồng nhà điều hành Node để nghiên cứu. Tổng hợp các kiến thức chuyên môn về quy trình vận hành mạng phi tập trung. Cung cấp phần thưởng khi người dùng phát hiện lỗi nhằm nâng cao trải nghiệm, khắc phục các hạn chế về cơ sở hạ tầng. Tăng tính liên kết giữa người dùng nhằm gia tăng tính bảo mật cho mạng lưới. Quý 3 năm 2022 công bố triển khai Mainnet. Quý 4 năm 2022 quý 1 năm 2023 cho ra mắt phiên bản Aptos mới với nhiều tính năng vượt trội hơn. Nhà đầu tư Aptos đã kết thúc đợt huy động vốn đầu tiên vào tháng 3 năm 2022, gọi được 200 triệu đô la Mỹ. Vòng đầu tư này do A16Z Crypto dẫn đầu, với sự tham gia của các VCs tên tuổi như Manticoin Capital, Hash Tiger Global, FTX Venture và Coinbase Venture cùng những quỹ đầu tư khác. Vào ngày 25 tháng 7 năm 2022, Aptos tiếp tục công bố vòng gọi vốn 150 triệu đô la Mỹ do FTX Venture và Jump Crypto dẫn đầu, với sự tham gia của Apollo Griffin Gaming Partner, Franklin Templeton, Circle Venture, Superscript, và tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ A16Z và Manticoin. Sàn DEX, DEX là một mảng có vai trò rất quan trọng trong một hệ sinh thái. Trên Aptos hiện tại đang có rất nhiều dự án thuộc mảng này đang được phát triển, bao gồm Lamina, Mariana Exchange, Tsunami Exchange, AptosSwap, UMI Protocol, Iconia. Các dự án DEX đang được xây dựng trên Aptos Blockchain nhưng chưa được ra mắt. Một KX Protocol AMM DEX cộng Lending Borrowing Protocol hỗ trợ multi-chain. Pontem Network, dự án DEX hàng đầu được xây dựng trên Aptos. Pontem đã nhận được đầu tư từ những quỹ đầu tư hàng đầu như Alameda Research, Delphi Digital, Animoca Brand, ví lưu trữ. Có khá nhiều ứng dụng ví hỗ trợ Aptos Blockchain. Các ứng dụng này bao gồm Onto, Mason, Blockto, High Wallet, Future Wallet, VOLT.id. Launpad. Về mảng Launpad, hiện tại trên Aptos chỉ có 2 dự án hoạt động trong mảng này. Orion, Launpad này đang trong quá trình phát triển. DAO Starter, Launpad này hoạt động trên nhiều chain khác nhau, Ethereum. Burnen Smart Chain, Polygon, Aptos. Tổng kết nhìn chung, Aptos đã sở hữu đầy đủ những mảnh ghép cần thiết cho một hệ sinh thái. Tuy nhiên, các dự án này còn nhiều thiếu sót cả về số lượng lẫn chất lượng. Aptos là một blockchain non-evermer và sử dụng ngôn ngữ lập trình riêng. Yếu tố này đòi hỏi dự án cần có những chương trình khuyến khích hợp lý để thu hút dev từ các chain khác về phát triển sản phẩm. Với sự hậu thuẫn từ các backer hàng đầu trong thị trường tiền mã hóa hiện nay như FTX Venture, Manticoin Capital, A16Z, dự án này sẽ không thiếu nguồn lực để xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh nhằm cạnh tranh với các blockchain đang có trên thị trường hiện nay. Hy vọng qua video này quý vị sẽ có thêm những thông tin thật hữu ích. Hãy like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn.